người vào kênh Phạm Quang Anh chia sẻ cho em trai cái video ấy, cho lên 10 triệu view ấy. Anh à. Đừng rồi ok. Chấm này. Nhưng hay cảnh lôi đi ra ở cái đình chán thật đấy. Cho đi về thay quần áo ngày mới. Ngày mới con đi ra gặp Linh đồ với cái anh này. Tâm sự các kiểu. Ô biết gì. Đâu đi các kiểu. Trời ơi em chưa. Không đi đâu em ngồi tâm sự kiểu Linh đồ cũng ra về Việt Nam đấy. Đấy ngồi nói chuyện với Linh đồ xong bắt đầu bảo rủ hai thằng là về Việt Nam tiếp đấy, sau chạy vào kêu chú Linh thì em nó khoảng đồ đi để lái bắt đầu thì Linh chạy cái gì vào chạy thì có quay cảnh trong bảo chú Linh chán thật rồi đi về ngủ tiếp, rồi xong là ngày mới đi đến đây thì gặp Linh đồ tâm sự với Linh đồ lên rồi hả à, anh cũng biết nhỉ? Thật thà thế này. Ba đâu nhỉ? Ba rồi. Anh Quý nhảm mình nghe các bạn. Thôi, anh em mình đi anh em mình đi quay video nghe. Điển mà điển cuốn nhỉ? Cái trên điển mà cuốn đấy, cái này Việt Nam hay ở bên chị có không nhỉ? Cắm hay dắt cắm ấy? Mà cuốn đấy, dây dài tầm 50 mét cuốn đấy. Không có. Chàng thằng Gigi có, anh đang nhìn thì có. Ừ, đố có. À thế ạ. Hai cái quần nhau đi. Đấy. Thôi, để mình, anh em mình đi quay video cái. Ai kiếm cái view TikTok. Không có, anh nhấn có đâu. Anh nói chuyện. Đây là nhấn có đấy. À không có. Giấy đấy kiểu thử đố có thôi. Để đấu để kéo dây để lắp phóng quay. Mọi người cứ theo truyền Gigi ấy thôi. Chào chào mọi người nhá. Chán quá. Cái bé mà cứ truyền gì đâu. Sau là thôi, không like lại like mà người cứ. Tâm sự với lại. Hả? Tâm sự với đồ. Ai là người Việt Nam ở đây kiểu đấy. Chào mọi người nhá.